Xin chào anh em, hôm nay tôi xin phép giới thiệu đến mọi người con game thế giới mở với đồ họa cực đỉnh mang tên là Genshin Impact. Tôi biết nhiều người đã nghe qua và cũng có thể là đã gắn bó với game nhưng tôi vẫn xin giới thiệu lại. Genshin Impact là một trò chơi phiêu lưu thế giới mở có thể chạy trên các nền tảng khác nhau như Android, iOS, máy tính cho đến cả PS4 và 5. Trò chơi diễn ra trong một thế giới giả tưởng, nơi người chơi sẽ vào vai một nhân vật bí ẩn tên là nhà lữ hành trong suốt cuộc phiêu lưu của mình người chơi sẽ được gặp gỡ những người bạn đồng hành với những tính cách và khả năng đặc biệt khác nhau. Cũng nhau đánh bại những kẻ thù hùng mạnh và tìm lại cô em gái hoặc cũng có thể là người anh trai bị thất lạc. Tùy vào anh em chọn nhân vật nào và rồi cùng nhau khám phá ra bí ẩn đằng sau Genshin Impact. Cho những ai chưa biết thì game có cơ chế tổ đội để anh em có thể tự do phối hợp những nhân vật với nguyên tố khác nhau để tạo ra những combo đẹp mắt với lượng sát thương cũng không hề nhỏ. Với 7 vùng đất lịch sử cùng nhiều nhân vật và câu chuyện khác nhau tất cả đều cực kỳ hấp dẫn cho anh em trải nghiệm. Đặc biệt hơn trong bản cập nhật 3.6 mang tên Điển Lê Trí Tuệ sắp tới đây, Genshin sẽ ra mắt nhân vật Bai sinh tử giao hòa năm sao với nguyên tố Thảo, là một bác sĩ tài giỏi và rất tận tâm với nghề, cũng như một nhân vật 4 sao nữa là KV lăng kính vòng trời hệ Thảo và là một kiến trúc sư đại tài. Chưa hết sự kiện còn mang trở lại banner của Nahida và Nilo từ ngày 12 tháng 4 cho đến ngày 3 tháng 5. Và sau đó mới chính thức là sự ra mắt của Baiju cũng như Waifu quốc dân Ganju từ ngày 3 tháng 5 đến 24 tháng 5. Ngoài ra còn có vũ khí và những thánh di vật mới cũng sẽ được ra mắt. Cập nhật còn thêm một vùng đất mới, một khu vực bản đồ mới sẽ được mở khóa mang tên là ốc đảo hoang mạc. Tương truyền, đây là một vùng đất cấm tại đất nước trí tuệ Sumeru. Ở phía dưới lớp cát dày và sự hoang phế, vẫn còn tồn tại những tàn dư của một vương quốc cổ xưa, cùng những ân trạch còn sót lại của thần linh. Và vùng đất mới thì đi kèm với đó là boss mới, trong phiên bản này cũng sẽ có sự xuất hiện của một phó bản thế giới mới đó là Thảo Long Apep. Sinh vật từng cai trị Sumeru giờ đây trở thành một boss hàng tuần mạnh mẽ trong vùng đất Thảo phạt. Bên cạnh Apep, lịch sử của Sumeru cũng sẽ được kể chi tiết hơn trong nhiệm vụ truyền thuyết mới tại phiên bản này. Cùng với đó là hàng loạt sự kiện thú vị khác đang chờ như là mô phỏng sinh vật, minh tinh tụ họa, khảo sát cổ đại, phản ứng điều chế, quy hoạch thông lộ và cuối cùng là truy tìm chân tướng. Sự kiện sẽ đem lại cho bạn rất nhiều phần quà hấp dẫn, còn chân trừ gì nữa mà không tải game và tham gia chuyến phiêu lưu đi nào, link mình để ở phần mô tả và bình luận để anh em tham khảo. Mên của chúng ta là Zuchi, cậu đang có một cuộc sống học đường rất bình thường, một công việc giao báo cũng bình thường. Cậu phải năng suất trong công việc vì đang cần tiền cho chuyến dã ngoại tháng sau, vì cậu cùng nhóm bạn đã quyết định sẽ cùng nhau đi chơi nên không đi không được. Ở trường ta được gặp những người bạn thân thiết nhất với Zuchi, thứ nhất là cậu bạn tóc vàng này. Cậu ta là SHIBE và là một công tử nhà giàu và sẵn sàng cho Juchi mượn tiền nếu cần thiết, nhưng cô bạn Si Hồ đây muốn cậu ta bớt tỏ ra trịch thượng như vậy đi, hai người còn lại là Jutoji và Tenji cũng đến và muốn Si hồ bỏ qua cho cậu bạn ngốc. Tenji được xem là một người có bộ óc thiên tài và chưa bao giờ có ai nói xấu, còn Jutoji thì là một người ít nói và từng bị bắt nạt trước đây. Cả năm người đều là những người bạn thân thiết và Juchi chỉ mong họ có thể như này mãi nhưng tin dữ đã được báo đến khi thầy cho biết 2 triệu yên cho chuyến giã ngoại đã bị trộm mất. Si hồ muốn ai lấy thì nhận chứ đừng làm như vậy mất đoàn kết lớp. Nhưng đâu ai ngu gì mà nhận, và ngày hôm sau vì lý do này mà Si hồ và SHIBE không đến trường. Vì việc họ không đến lớp nên người khác bắt đầu cho rằng chính là hai người đó lấy, tối đó. Du Chi đột nhiên nhận được thư từ Si Hồ nói là hẹn gặp ở trường nên cậu đã chạy đến. Nhưng bốn người kia cũng đến với lý do là chính Du Chi gọi ra. Cậu xem thư của mọi người thì nhận ra họ đã bị gài. Cậu bị dí điện từ phía sau lưng và lờ mờ nhìn thấy cảnh bạn bè bị bắt đi, trong mơ cậu nhớ về lời dạy của ông và mẹ. Ông cho rằng quan trọng nhất trên đời là tiền, còn mẹ thì lại cho rằng đó chính là bạn bè. Cậu tỉnh dậy và thấy bản thân cùng nhóm bạn đang bị nhốt trong một căn phòng trắng. Đột nhiên một con búp bê tiến vào mà theo Jutoji biết thì nó tên là Menobu và là một nhân vật trong phim thời trước, nó muốn tất cả cùng chơi một tựa game với nó, hoàn thành thì nhận được hai triệu yên mỗi trò 2 triệu và hoàn thành thì họ sẽ có 20 triệu để trả nợ. Du cho rằng nó đang nói bậy nhưng Menabu nhận thấy cậu không biết gì nên chắc là một người trong đám bạn đã nợ số tiền 20 triệu đó. Tenji đã đứng ra hòa giải và cho rằng Menabu không có bằng chứng và đang phạm tội bắt cóc. Nhưng nó cho biết một trong số họ đã giao cho nó trước số tiền cọc là 2 triệu để tham gia. Cũng có nghĩa người đã đưa họ vào đây chính là người đã trộm tiền giã ngoại. Tất nhiên họ cũng có quyền không tham gia. Nhưng 2 triệu sẽ bay màu và nợ thì tự trả còn nếu tham gia thì nợ chia đều. Thắng thì hết nợ còn thua thì ôm nợ cho hết. Men áp cho họ thời gian nghĩ và cả nhóm cho rằng không nên tìm ra kẻ phản bội lúc này mà nên tham gia để giúp người đó trả nợ vì bạn bè là như vậy. Nhưng Du Chi thì phải đấu tranh tư tưởng để xem thứ gì là quan trọng nhất, tiền hay bạn, và cuối cùng cậu dứt quyết là chọn bạn bè. Họ sau đó đã quyết định chơi và bước vào trò chơi thứ nhất. Trên bàn có một đồng xu khổng lồ và năm bảng tên với số tiền nợ của mỗi người bên trong. Ai cũng đều nhau 4 triệu, không được phép cho ai thấy nợ của bản thân vì như vậy sẽ gấp đôi số tiền. Luật chơi như sau, cả năm người sẽ đặt tay lên đồng xu và cùng nhau di chuyển đến đáp án của câu hỏi. Nếu 5 người cùng đồng lòng thì đồng xu sẽ tự di qua đáp án. Còn nếu một người nghĩ khác thì đáp án sẽ qua bên còn lại vì trò này sẽ ưu tiên thiểu số, nói cách khác là kiểm tra sự đồng lòng. Luật chơi ngoài ra còn có việc không được lên tiếng trừ khi đọc câu hỏi phạm luật nhân 2. Người xếp chót sẽ phải ôm hết nợ nên nhớ đồng lòng mà vượt qua. SHIBE được cho đọc câu hỏi đầu tiên. Câu đầu tiên là về núi Phú Sĩ có phải cao nhất Nhật Bản hay không thì vẫn có một người trả lời không khiến một câu hỏi dễ bị sai và mất cơ hội gỡ nợ. Si Hồ định lên tiếng thì cả bọn chặn lại vì không được lên tiếng. Câu thứ hai cũng là một câu dễ và lại là không, chứng tỏ chắc chắn trong nhóm có kẻ phản bội. Cậu nghĩ là SHIBE vì vào ngày trước cậu ta cố tán tỉnh Si Hồ thì bị cô đấm. Cậu ta muốn nhóm bạn giúp làm lành thì ai nấy cũng đều ngó lơ, Si Hồ cũng không còn dỗi cậu ta nữa. Quay lại trò chơi, câu hỏi thứ ba lại đọc lên và lại có người phá dù nó rất dễ. Đến câu thứ tư, Chi được biết là hoàn toàn chẳng có câu hỏi nào mà người chơi phải tự nghĩ ra câu hỏi. Nhưng có một dòng nốt bên dưới cho biết nếu để đồng xu về có thì họ thắng, còn nếu vào không thì chỉ mỗi người đọc được giảm nửa tiền. Cậu đã hiểu lý do ba câu đầu dễ là vì ai cũng muốn giảm nửa tiền cho chính họ để ép người nhiều nợ nhất gánh hết. Cậu đang định ích kỷ nghĩ cho bản thân thì nhận ra Jutoji rất yếu đuối và cậu vì nghĩ cho cô nên đã quyết định chọn vào đúng. Vậy mà vẫn có người chọn không, cậu nhận ra có người đang muốn dồn hết nợ lên đầu Jutoji vì câu hỏi cuối không hề có điều kiện như bốn cái trước. Có nghĩ nếu cả bốn người kia đều chọn không để giảm nửa tiền thì người cuối dù chọn như nào cũng sẽ là người nợ nhiều nhất. Jutoji đã hỏi mọi người liệu tất cả sẽ còn làm bạn hay không. Dù chi lo sợ người yếu đuối nhất nhóm sẽ phải chịu cú sốc nên quyết định phạm luật để kéo nợ của bản thân tăng lên bằng với Jutoji. Cậu mở miệng nói khi chưa được phép Cậu cho biết bản thân đã nhìn thấu họ và nói dối về luật của bản thân là ai có ít nợ nhất sẽ là người thua. Không ai dám chắc việc cậu đang nói thật hay không nên không dám lên tiếng vì nó có nghĩa là thừa nhận bản thân phản bội. Nhưng rồi cậu cho biết đó chỉ là đùa và tin họ sẽ trả lời đúng ở câu này. Một đòn tâm lý sắc bén đến từ Yuichi đã khiến tất cả đều phải chọn đúng. Cả nhóm qua màn và ai nấy cũng chỉ nói nợ của bản thân chỉ mới giảm 400 từ 2 triệu chia năm kia. Du cũng cho rằng bản thân vẫn ở nợ cũ do cậu chọn không và được giảm nửa thì phạm luật nhân đôi lại cũng bằng nhau. Menobu muốn họ qua trò thứ hai thì Du đã ở lại một lúc để xem thử câu hỏi của từng người. Nhưng điều kiện chọn không của họ đã biến mất, Si Hồ đã quay lại tìm cậu để nói về vụ kẻ phản bội. Cậu nghi ngờ Si Hồ vì cô là một người kỷ luật nên chắc chắn sẽ muốn điều tra ra người có nợ chứ không phải tham gia vụ này. Nhưng cô lại nghi ngờ Du vì cậu nghèo khó. Không phải cô thương hại mà là vì cô rất yêu Du Chi. Cô cũng nói dối về nợ của bản thân. Nợ của cô đã nhân đôi vì lúc đó đã lỡ phát ra tiếng nên cô nghĩ Juci đã chọn lên tiếng để cứu cô, có điều cuộc nói chuyện của cả hai đã bị Tenji nghe được. Họ sau đó đã đến trò thứ hai, họ sẽ được khán giả theo dõi và trò này đòi hỏi người chơi phải nói xấu bạn bè. Luật trên kia bao gồm mỗi vòng họ sẽ phải nói xấu bạn bè, nghe khó hiểu nên Menobu giải thích như sau, họ sẽ vào phòng này và ghi một điều tồi tệ về bạn bè lên đó và bỏ vào hộp. Bu sẽ đọc lời nói xấu lên và khán giả sẽ bình chọn xem ai sẽ là người phải đi nhiều ô nhất. Ai về đích trước đồng nghĩa với ôm nợ đi tiếp và bốn người còn lại sẽ ra về. Nhưng nếu để phiếu chống thì mỗi người một ô cứ thế về đích mà đi tiếp sang vòng 3, nhưng kẻ phản bội chắc chắn sẽ viết nên bỏ phiếu chống sẽ là bất lợi. Hai cô gái giám sát thì bật cười vì họ đã bị theo dõi từ đầu và hai người này không tin họ có thể qua được cùng nhau. Vì con người rất đầy toan tính nên để xem họ sẽ cùng nhau đến được ô bao nhiêu hai vòng đầu đều phiếu trống và họ bước lên hai ô. Nhưng mỗi ô đều có một điều kiện đi kèm và khiến họ bị cộng thêm nhiều nợ hơn. Menobu cho thêm luật mới là tất cả nợ trên ô cộng vào đều sẽ đổ dồn qua cho người về đích. Và từ vòng 3 mọi chuyện đã thay đổi. Một kẻ đã nói xấu nhằm hủy hoại với nội dung là Si Hồ rất thích Du dù thời gian trước đây cô có hẹn hò với Tenji. Theo giám sát viên, cách hủy hoại tình bạn tốt nhất chính là vấn đề yêu đương. Si Hồ bị buộc phải đi năm bước còn những người khác vẫn là một. SHIBE cho rằng Juchi đang chơi đùa cậu ta vì Juchi biết Siho thích mình mà không nói cho cậu ta biết. Tenji muốn cậu ta đừng ghen tị vì Tenji cũng là bạn trai cũ của Siho, nhưng vụ này là do trước đây bố cô và bố Tenji là bạn nên đã tự sắp xếp hôn sự. Cô không có tình cảm với Tenji nên cũng có thể xem đó là nói dối nhưng Tenji lại có tình cảm với cô. Cho nên Tenji không chịu được khi SHIBE nói những lời lẽ thiếu tôn trọng với Siho. SHIBE và Tenji trở mặt và cãi nhau vì cả hai đều là những người tình nghi đã nói xấu. Tenji với cái não to đã đổ hết lỗi cho SHIBE rằng cậu ta chính là người đã nghe tin đồn về cuộc tình tay ba này nên mới nói xấu để xác nhận sự thật. Tenji cho rằng bản thân không thể là người viết vì như vậy chẳng khác nào biến bản thân thành kẻ bị tình nghi. Juchi đã cản cả hai lại trước khi có xô sát và khuyên họ nếu yêu si hồ thì đừng để cô phải buồn. Dù Toji thì lại rất ghen tị vì con trai ai cũng thích si hồ hơn cô. Sang lượt kế tiếp, mọi thứ lại thay đổi khi có ba phiếu nói xấu, trong đó quan trọng nhất là Si Hồ từng phẫu thuật thẩm mỹ, cô hiển nhiên lại bị đẩy lên cao hơn còn Chi và Si Be thì chỉ bước lên một và hai bước. Cuộc nói xấu giờ mới chính thức bắt đầu và nhóm bạn đang dần bị tan rã. Vòng kế tiếp chỉ có một lời nói xấu nhưng nó rất sốc rằng Jutoji từng làm bé đường trước đây. Đến khúc này thì tôi cảnh báo mấy ông là nội dung sắp tới sẽ rất sốc nên khuyên mấy ông chuẩn bị tâm lý sẵn trước khi xem. Jutoji hoàn toàn bị hoảng loạn khi quá khứ đáng quên một lần nữa bị nhắc lại. Cô đổ lỗi cho Siho vì chỉ mình Siho là người biết về bí mật này. SHIBE vẫn ngu ngơ nhắc ra nỗi đau của việc bán thân khiến Tenji mất bình tĩnh mà đấm thẳng mặt cậu ta. Tenji đã nhờ Juchi an ủi Jutoji lúc này vì chỉ có cậu mới làm được việc đó. Sau ngần ấy vòng thì trước mắt chính là thứ hạng của họ lúc này, Tenji vẫn là người ở cuối. Menobu đã nhắc lại luật một lần nữa nhưng có vẻ trước mắt thì tiền nợ còn chẳng quan trọng bằng mấy cái bí mật này. Jutoji đã chia sẻ rằng cô trước đây từng bị hành hạ và bắt nạt rất thậm tệ. Thầy cô và bạn bè đều quay lưng chẳng thèm giúp đỡ. Cô đã cống nạp tiền thì chúng mới chịu để yên. Cô cần tiền nên đã quyết định làm bé đường cho một ông chú nhà giàu. Ban đầu chỉ là ăn tối và đi chơi đơn thuần. Cho đến khi ông chú bắt cô cosplay và chụp ảnh nhưng đến khi muốn đụng chạm thì cô đã bỏ chạy và cho rằng bản thân chưa hề đi quá giới hạn cộng đồng mạng éo ai tin nhưng cô vẫn muốn du chi tin vì giờ cậu mà bỏ rơi cô thì cô sẽ chỉ còn một mình giám sát viên cho rằng con người đều như nhau họ cho rằng chỉ cần họ còn trong sạch thì có quyền xỉ vả những người được cho là dơ bẩn hơn bản thân và trong trường hợp này cũng vậy tất cả đều sẽ cho rằng du là dơ bẩn là đáng trách nhưng du sẵn sàng chấp nhận quá khứ của cô và quyết không bỏ rơi bạn bè cậu đã thì thầm gì đó vào jutoji và muốn cô tin ở cậu giám sát viên nhận thấy cậu có thể tha thứ như vậy thì hẳn là quá khứ của cậu còn kinh khủng hơn của cô jutoji bắt đầu tỏ ra nghi ngờ với si hồ nên muốn tránh xa cô si hồ đúng là đã biết nhưng chỉ là do trước đây cô từng cứu jutoji và được cô kể ra si hồ không nghe quá nhiều và cũng chưa bao giờ thất hứa với bạn bè giám sát viên nhận thấy kẻ phản bội đã thành công trong việc chia rẽ mọi người vì kẻ đó hẳn là chẳng quan tâm tiền bạc mà chỉ quan trọng vào việc chia rẽ mọi người kẻ đó lúc này cũng đang đắc chí vì chính người đó đã trộm 2 triệu từ quỹ giã ngoại. Từ đoạn quá khứ được xem, ta biết thủ phạm là một kẻ trong nhóm bạn và khi vừa trộm của si hồ xong thì đã đụng chúng du tô và bị bút của cô quẹt cho một đường dưới mắt. Và người đó cũng là người duy nhất biết si hồ từng phẫu thuật thẩm mỹ chỉ để che đi vết sẹo trên má. Và cũng chính người đó là người đã tiết lộ bí mật này. Và người này cũng là người biết toàn bộ bí mật vì đã đưa cho si hồ chiếc móc khóa chứa máy nghe lén người đó không ai khác chính là người có vết sẹo trên mắt tenji đúng là mấy tên đeo kính thường rất nguy hiểm tenji làm việc này chỉ để phá hủy toàn bộ mối quan hệ của si hồ để rồi có thể một mình độc chiếm cô làm của riêng si hồ muốn tenji tin việc cô không phải người tiết lộ bí mật nhưng cậu ta tin vì chính cậu ta là người tiết lộ trong số năm bí mật nói ra thì ba cái kinh động nhất là của cậu ta hết tenji đã phá hỏng lòng tin của jutoji dành cho si hồ nên giờ chỉ cần làm ngược lại Cậu ta cho rằng có khi Si Hồ bị gài bởi chính jutoji vì cô có thể đã tiết lộ để biến Si Hồ thành kẻ xấu và rồi độc chiếm Juchi vì cô biết bản thân sẽ không thể giành lấy Juchi nếu cậu thích Si Hồ. Tenji cho rằng Juchi là một người tốt bụng nên cậu rất dễ bị dụ dỗ bởi sự tội nghiệp đó. Menobu muốn họ tiếp tục cuộc chơi nên Juchi đã để Tenji vào trước. Cậu ta nhận thấy bản thân hiện đang ở chót và sẽ bị nghi ngờ nếu không ai nói xấu bản thân nên cậu ta đã tự nói xấu mình để giữ lòng tin nhưng lúc trở ra thì cậu ta thấy Juchi vừa tắt si hồ vì cô đã cho rằng jutoji là người tự nói xấu để dụ dỗ. tenji nhận thấy kế hoạch còn dễ hơn khi hai cô gái đã tự cắt đứt lòng tin với nhau si hồ cho rằng con gái không ngại chơi bẩn chỉ để giành lấy thứ mình muốn jutoji cũng đem việc cô phẫu thuật ra để cãi lại nên si hồ cũng giải thích luôn về vụ phẫu thuật của bản thân khiến shibe lại quay lại cuộc đua tranh giành si hồ Hai cô gái hoàn toàn chẳng còn tin vào nhau và Juci bị buộc phải ở cạnh Jutoji nên hồ cũng chẳng còn tin tưởng đến Juci nữa. Tenji thấy mọi thứ quá hoàn hảo khi chẳng những cắt được với Jutoji và còn cắt được cả lòng tin với Juci. Tenji nhân cơ hội này để đến bên hồ để cô chối bỏ Juci và đứng về phía cậu ta. Menobu muốn họ tiếp tục cuộc chơi và bốn người còn lại cũng đã vào phòng. Kết quả là chỉ có hai nói xấu, một là hồ thường mặc đồ của con trai và hẳn là do Jutoji viết. Cái thứ hai là Tenji đã nói dối về tuổi thật. Cậu ta cho biết bản thân hơn họ một tuổi nhưng vì biến cố nên phải bỏ một năm học nên mới học chung. Và bí mật này chỉ mỗi si hồ biết. Cô lại bị nghi ngờ nhưng Tenji làm vậy là để cô lập si hồ nhằm khiến cô phải nghe theo bản thân. Si hồ lại phải đi nhiều bước hơn nhưng ô lần này cho phép cô chọn một người để phanh phui bí mật và khán giả sẽ bình chọn là có nên tha thứ hay không. Nếu không ai tha thứ thì sẽ phải đi 10 bước. Tenji lo lắng vì nếu chọn thì bản thân sẽ bị trò chơi nói ra việc bản thân là người kéo họ vào vụ này. Và vì cậu ta đang thân thiết với Si Hồ nhất thì cô có thể sẽ chọn để kiểm tra xem Tenji có thật sự muốn giúp đỡ cô hay không. Nhưng ngay lúc nguy cấp thì SHIBE đứng ra nhận thay vì cậu ta muốn lấy lại lòng tin với Si Hồ. Game đã cho họ biết rằng bố của SHIBE là một nhà chính trị tha hóa, ông ta mắc đủ tội chính trị từ đàn đúm, ngoại tình, tham ô và lấp liếm vài việc xấu bằng cách vung tiền giám sát viên cho rằng thứ này cũng sẽ gây ra chia rẽ vì chẳng có cha mẹ nào muốn con cái họ giao du với con của một tên tội phạm tenji nhận thấy cơ hội nên muốn tận dụng si hồ thì không tính toán vì đây chỉ là lỗi của bố shibe nên cậu ta không phải chịu trách nhiệm tenji tiến đến và cho rằng shibe chắc gì đã trong sạch vì cậu ta tự đưa bản thân vào vụ làm sáng tỏ này thì hẳn cậu ta đã lấp liếm được những chuyện xấu vì như đã kể thì bố SHIBE đã vung tiền che lấp gì đó thì hẳn là những chuyện mà SHIBE gây ra. Cậu ta hoàn toàn bị cả nhóm cô lập và bị khán giả bình chọn đến 99%, nên phải đi chín bước và đứng ngay sau CEO. Si Giờ là vòng tiếp theo và Tenji muốn dứt điểm luôn và sau vòng kế tiếp lời nói xấu chỉ có một đó là SHIBE từng giết người. Tenji giật mình vì cậu ta không hề ghi gì trong vòng này. Cậu ta nghĩ bản thân đã xáo trộn đủ nên muốn để như vậy để tránh bị nghi ngờ và sau khi quan sát thì người viết nó chính là zuchi giám sát viên thấy giờ mới đến cuộc vui khi zuchi đã khơi mào mọi chuyện lại một lần nữa nếu để ý kỹ thì zuchi đã khiến mọi chuyện đến nước này shibe cố giải thích rằng bản thân không hề giết người và đó chắc chắn là lời nói dối tenji cũng chắc chắn vì người như shibe sẽ chẳng có gan mà giết người nên chắc chắn zuchi là người nói dối shibe muốn Menabu phạt người nói dối như luật nhưng điều kiện này chỉ được đáp ứng nếu cậu ta chứng minh được bản thân trong sạch nói xuông không thì ai chẳng nói được. SHIBE muốn kiểm tra tiền án nhưng bố cậu ta đã bưng bít rồi thì chắc gì đã có. Menobu đành để giám khảo quyết định và cậu ta cố cầu xin như lại ngu đần nói ra việc nếu bản thân có làm thì bộ cũng sẽ giải quyết được hết. Một pha tự và đã cho SHIBE năm ô tiến lên nữa. Chi cho biết cậu vẫn tin SHIBE và bắt đầu màn phá án của bản thân. Cậu cho biết kẻ phản bội đã viết toàn bộ lời nói xấu. Cậu cố nói ra việc trong nhóm có kẻ nói dối nhưng chưa thể nói ra danh tính kẻ đó khiến Tenji nghĩ cậu đang bốc phét. Nhưng Chi cho biết trò này vốn dĩ chẳng hề khó, vì game này cũng có người xem nên chẳng thể nào có vụ tiến ô nào là lên nợ ô đấy thì du chơi ra sao thì bên tổ chức vẫn là bên thắng. Nếu như vậy thì dù người chơi đi hết thì vẫn mang nợ nhiều hơn ban đầu và như vậy sẽ chẳng còn thu hút khán giả. Với cả đây là ô cờ tỷ phú nên có ô nợ thì cũng sẽ có ô gỡ, bằng chứng là ở vòng trước họ đã được giảm tiền nợ xuống cho nên nếu cùng đi hết thì tiền nợ và tiền gỡ rồi sẽ bằng nhau có điều giờ mới nhận ra thì đã quá muộn nhưng cậu nghĩ ra một cách để đưa mọi người về lại cân bằng đó là bây giờ trừ shibe đang dẫn dầu thì mọi người sẽ tự nói xấu bản thân để có thể tiến lên bằng shibe nếu ai đó phá luật và nói xấu shibe thì sẽ bị phát hiện do không có phiếu tự nói xấu bản thân bằng cách này thì họ sẽ có thể ngừng tổn thương nhau nhưng tenji phản đối và muốn cậu nói ra danh tính của kẻ phản bội nếu cậu đã biết vì như vậy họ có thể khiến kẻ phản bội phải tiến đến trò thứ ba một mình. Tenji cho rằng cậu quá mềm yếu và bắt đầu gây sức ép lên Juchi, nhưng cậu sẵn sàng đối mặt để rồi khi kết quả công bố thì có tận 10 phiếu nói xấu. Do luật không giới hạn số phiếu nên kế hoạch của cậu phá sản khi làm kiểu này thì ai lên ai xuống cũng chẳng thể kiếm soát được. Đã đến nước này nên Tenji ép cậu phải nói ra danh tính của kẻ phản bội. Juchi đành bất lực nói rằng bản thân đã bị ra. Lòng tin bị cắt đứt với Juchi y như Tenji dự đoán cậu ta giờ chỉ việc tiếp tục như kế hoạch nhằm trả thù juji vì đã cướp đi thứ quý giá nhất với cậu ta cuộc chơi tiếp tục đến khi si hồ đã ở ô cuối cùng giờ kể cả có làm gì thì si hồ cũng sẽ bước một bước đến trò cuối cùng nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc khi giám sát viên đã nhận ra juji đã là kẻ nguy hiểm thao túng trò chơi từ lúc nào không hay juji muốn tất cả cùng làm một cách để tìm ra kẻ phản bội vì như luật thì ai nói dối sẽ bị phạt nên giờ chỉ cần cả năm người cùng ghi bản thân chính là người đăng ký tham gia trò chơi thì toàn bộ sẽ bị phạt và cùng đồng cam cộng khổ đến trò tiếp theo và kẻ phản bội sẽ ở lại và ra về. Du muốn Tenji đi trước vì cậu ta là người mà Si Hồ tin tưởng nhất. Cậu ta biết bản thân sắp đi bụi nên quyết định sẽ ghi và khóc lóc ngụy biện sau, nhưng khi kết quả công bố thì chỉ mình Tenji là người viết còn lại để chống. Cậu ta định chơi trò khóc lóc nhưng Du muốn cậu ta khai hết. Biện hộ thì để sau, Du hiện tại trông rất đáng sợ và khác hẳn người mà họ từng quen biết. Du Chi giờ mới kể lại toàn bộ việc mà cậu đã làm từ khi trò thứ hai bắt đầu. Đó là vào lúc Tenji bắt đầu nói xấu thì Du và Siho đã âm thầm hợp tác với nhau bằng cách dùng giấy ở trong phòng đó để giao tiếp. Trong lượt đi thứ ba đó, Du Cho đã nói là bản thân để chống phiếu nhưng máy quay cho cảnh cậu cầm bút và lấy hai phiếu. Khi ra ngoài thì lại đặt tay lên vài si hồ chứng tỏ là đã đưa cô gì đó. Cậu muốn cô lấy bí mật mà chỉ hai đứa biết để ghi ra và có được lòng tin ở cô. Cậu đã loại trừ để tìm ra kẻ phản bội, ở vòng của jutoji cậu cũng âm thầm đưa giấy cho cô và cho biết si hồ cùng phe nên cứ giả tranh cãi để dụ kẻ phản bội ra mặt cho nên vòng tiếp theo si hồ mới bị tiết lộ việc mặc đồ nam thứ mà duy nhất jutoji biết và thế là loại trừ được hai còn shibe thì dễ vì cậu ta là người tự nguyện tham gia phơi bày sự thật nên chỉ còn mỗi tenji nhưng để tránh việc tenji phát rồ và phá cả bọn thì cậu quyết định sẽ dùng kế hoạch đầy lỗ hổng kia để dụ tenji cho trò chơi gần như kết thúc rồi mới phơi bày nhưng việc họ có thể ghi nhiều phiếu để phá nhau thì Chi cũng đã tránh điều đó bằng cách giữ hết bảng tên của mọi người. Ai nấy đều muốn chứng minh bản thân không phải kẻ phản bội nên sẽ đưa ra ngay, với bảng tên làm con tin thì ai nấy cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo kế của Chi. Giám sát viên thấy Chi quá là danh ma khi cậu có thể thao túng được tâm lý con người như cách tôn giáo đã làm. Tenji muốn biết tại sao Chi lại có thể loại trừ hết mà lại không chọn vào cậu ta thì Du cho biết là Tenji hành xử không giống thường ngày khi từ là người hòa giải mà lại đi gây gổ với SHIBE và cho rằng cậu ta là người đã nói xấu. Nhưng cả nhóm từ lâu đâu có ai kể bí mật gì cho SHIBE vì cậu ta vốn dĩ là đứa ngốc nhiều chuyện. Tenji chịu thua khi cậu ta đã chọn một đứa ngốc như SHIBE để đổ lỗi. Nhưng giờ cũng chẳng thể làm gì để gỡ cho Siho nên Juchi quyết định cho Menobu biết chuyện bản thân đã nói dối để có thể chịu phát thay Siho và tham gia trò thứ ba. Họ xác nhận điều Juchi nói là đúng và để cậu đi một mình chi cho họ biết rằng bản thân là người nói dối về việc SHIBE giết người vì thật ra cậu mới chính là sát nhân. Cậu đã từng giết ba người và bị giám sát viên gọi là con quái vật. Cậu quyết định để họ lại mà vào vòng tiếp theo để lăn xả và rồi tiêu diệt cả Menabu và ban quản lý trò chơi. Đám bạn cho rằng cậu không thể là sát nhân nhưng Menabu xác nhận điều cậu nói là thật. Ai nấy đều quay ra cãi nhau về Ruchi khiến cậu không hiểu nổi lời mẹ đã nói rằng bạn bè còn quan trọng hơn tiền bạc. Với cậu lúc này bạn bè chỉ như gánh nặng và cậu quyết định sẽ tự mình đến trò thứ ba để bảo vệ họ. Nhưng khi định nhảy xuống thì Tenji đứng ra muốn được đi theo Juchi để chuộc lỗi. Cậu ta nói bản thân cũng đã nói dối về việc có tình cảm với hồ Cậu ta tham gia chỉ để được dọc chiến Juchi và lấy nụ hôn đầu ra để chứng minh. Ban tổ chức chấp nhận và cho cả hai đến vòng kế tiếp. Ban tổ chức cho biết Tenji làm như này ắt là cũng có mục đích vì đây là lần thứ hai Tenji tham gia trò chơi này. Juchi lại mơ về lời dạy của hai người năm xưa nhưng hai người này chẳng phải là gia đình cậu. Mẹ này cũng chỉ là mẹ giả còn ông này thì chỉ là người chỉ cậu cách kiếm tiền. Du Chi tỉnh dậy sau khi được Tenji gọi và cả hai lúc này đang ở trong một cái hang khá sâu. Nói cách khác là đáy xã hội, Menobu cho biết họ sẽ phải ở đây ba ngày với đúng một chai nước để chuẩn bị cho trò thứ ba. Tenji đã cho biết lý do cậu ta đi theo là để kể ra toàn bộ nguyên do cậu ta phản bội. Tenji cho biết đây là lần thứ hai cậu ta tham gia, tất cả là do Siho gây ra cô đã cướp đi điều quý giá nhất với tenji nên cậu ta mới phải trả thù đó là lý do cho việc cậu ta luôn để những lời nói xấu nhắm vào cô hồi trước đây tenji có hai người bạn thân tenji đã tích góp được một triệu để cả ba cùng lập nghiệp cho đến khi si hồ bước vào cuộc đời họ tenji thì chẳng có tình cảm gì với cô dù hai nhà thân thiết cậu chỉ muốn tập trung vào lập nghiệp nhưng hai đứa bạn đều say đắm si hồ và không hề tập trung vào làm ăn Đến khi cấp 3 thì họ đã quyết định lấy 3 triệu của mỗi người để đầu tư làm ba khoản và ai kiếm được 20 triệu trước sẽ được làm chủ công ty và được cầu hôn CEO. Tenji không muốn tình bạn giãn nứt nên cũng đành tham gia. Để rồi cậu ta bị đưa vào đây với nguyên do là một trong ba người đã nợ tới 10 triệu. Cậu ta bị gài ở trò thứ ba và phải ôm cục nợ đến 20 triệu. Cậu ta được thả ra sau đó và đi tìm hai đứa bạn trả thù và đòi lại tiền, nhưng họ đều đã tiêu hết và không được nói ra nếu không sẽ bị ban quản lý xử tử. Họ đã rời đi không lâu sau đó và Si Hồ lại muốn nghe chuyện từ Tenji, cậu ta bí quá nên đã kể ra với bố. Người mà cậu ta xem trọng nhất, bố muốn sang gặp Si Hồ để hỏi vài thứ để rồi khi Tenji gặp lại thì ông đã chẳng còn. Cậu ta không biết lý do tại sao bố lại chết nhưng biết rõ Si Hồ là trung tâm mọi việc nên đã điều tra về cô, nhưng rồi lại chẳng đến đâu. Cho nên cậu ta mới tham gia trò chơi này để phơi bày bộ mặt thật của mọi người. Tenji biết được số nợ của họ không nhiều như tính toán ban đầu khi đến giờ chỉ còn có 10 triệu. Thay vì là 16 triệu như ban đầu, sau khi loại trừ những cái có căn cứ nhất thì Si Hồ là người đáng ngờ khi cô có nợ lớn bất thường nên hẳn là ở vòng một cô không bị phạt và đã nói dối họ. Chi thấy họ cứ ngỡ là ban thân mà giờ lại chẳng khác gì người xa lạ. Tenji đã nói thật về số nợ của bản thân và cho cả Chi nhìn thấy nhằm chứng minh bản thân cậu ta đáng tin, cậu ta muốn cùng Chi đánh tan cái ban quản lý này để trả thù cho bố. Tenji không quan tâm việc bản thân có bị xem như công cụ Miễn là trả thù được thì cậu ta sẵn sàng đánh đổi. Chi muốn để thời gian suy nghĩ. 60 tiếng sau. Chi muốn Tenji khi trở về hãy xin lỗi Zutoji và SHIBE vì họ hoàn toàn không liên quan đến vụ này mà chỉ bị lợi dụng mà kéo vào. Kể cả họ không nhận thì cũng phải xin lỗi. Có vậy thì cậu mới đồng ý cho Tenji đi theo và đánh tan cái trò thứ ba này. Cả hai sau ba ngày đều đã được thả ra và đến một khu rừng. Menobu cho cả hai gặp đối thủ của họ trong trò này. Nhóm kia vẫn đủ 5 người vì cùng hòa thuận đến được đây, còn giờ là phần luật lệ, trò chơi của họ sẽ là trốn tìm, và nơi trốn sẽ là mọi khu vực trong rừng này, mỗi đội sẽ chia ra một người trốn và phần còn lại sẽ là người tìm. Nếu người trốn bị tìm thấy sẽ thua, luật lệ còn cấm bạo lực và di chuyển người trốn, còn lại thì được chấp nhận kể cả đổi phe hoặc bỏ cuộc, vì trò này càng ít người càng bất lợi nên đây chính là hình phạt cho việc cãi vã ở trò trước. Còn lý do chuyển đội thì nếu thấy thua thì có quyền chuyển để đổ hết nợ lên đầu những người còn lại còn bản thân thì được thoát. Còn nếu đổi đội và thua thì nợ sẽ phải ôm hết cộng thêm nợ trung bình của đội thua. Vì nhóm Du Chỉ chỉ có hai người nên Menabu đặt cách cho họ thêm một người nữa tham gia. Du Chi biết được người sắp tới sẽ là nữ và nhận luôn dù biết là sẽ có cơ hội bị phản. Cô gái này là Maria và là một người mà bên giám sát cài vào. Tenji quyết định bản thân sẽ trốn còn Du Chi sẽ tìm cùng Maria bên kia cũng đã chọn ra người trốn và trò chơi bắt đầu. Menabu đã giải thích lại luật là cấm bạo lực để ép đội phương nói ra điểm trốn và người trốn thì không được di chuyển. Tất nhiên rồi vì như vậy thì bao giờ mới tìm được. Nếu phạm luật là nợ nhân đôi cộng thua ngay lập tức. Mỗi người sẽ nhận được một cái điện thoại để liên lạc với nhau. Bạn hay thù đều gọi được. Ngay giữa rừng sẽ có một kho lương thực đặt sẵn có thể ăn bao nhiêu tùy thích miễn là người tìm mang đến cho người trốn được. Và đặc quyền cho người trốn là đầu hàng. Tenji không lo về Juchi mà chỉ lo về Maria. Cả hai đã tìm nơi trốn cho Tenji và Maria bị để ở ngoài. Juchi biết rõ bản thân không thể chơi đẹp trong chuyến này nên muốn Tenji dù có ra sao cũng phải chờ cậu. Tenji quyết lấy lại lòng tin của Juchi để trả thù. Vậy mà hai ngày liên tục Juchi chẳng hề quay lại hay mang đồ ăn đến khiến Tenji đói la liệt và bắt đầu suy nghĩ tiêu cực. Cậu ta cho rằng Juchi hẳn đã phản bội hoặc là đang cố tra tấn cậu ta. Nhưng cậu ta đã lấy lại bình tĩnh trước khi bấm nút từ bỏ. Tenji đã lấy điện thoại để gọi du thì cậu không trả lời khi gọi lại thì người gọi lại là một người của đội kia và người này cho biết du chi định bỏ rơi cậu ta nhưng Tenji vẫn cố giữ vững lòng tin kiên định vậy nhưng đám kia nói vẫn đúng khi du và maria chỉ ngồi ở trạm lương thực không hề di chuyển hay đúng hơn là không thể quay lại hai ngày trước lúc đội kia bắt đầu đi trốn thì ta được gặp từng người của đội này nhớ tên sẽ khá khó nên ta chỉ gọi ông to đầu này là đội trưởng thanh niên này là cục xúc thanh niên này là đẹp mã Người này là tóc đỏ và còn lại là đeo kính. Cả năm người này cho rằng trò này không cần thiết là phải đi tìm người trốn mà hãy cứ tập trung xoay quanh việc đưa đồ ăn cho người trốn vì cánh rừng này rất rộng có tìm chắc cả tháng mới ra. Sau khi chốt được kế hoạch thì họ đã chia người ra chờ ở trạm tiếp tế, còn lại thì đi kiếm chỗ trốn. Giám sát viên của đội này cho rằng đội của cô ta sẽ thắng vì họ là một đội bóng rổ nên rất tin tưởng nhau. Quay lại hiện tại, Giám sát viên của đội kia cho rằng họ đã thắng chắc khi Tenji đã gặp ảo giác về việc được Chi cho ăn và nếu hiện thực được nhận ra thì cậu ta sẽ từ bỏ. Nhưng điều cô ta kinh sợ hơn là Chi suốt hai ngày không hề rời khỏi khu tiếp tế mà chỉ ngồi đây ăn ngủ rồi tán nhảm. Nhưng đột nhiên tối đó Chi lại tuyên bố bản thân muốn chuyển đội. Giám sát viên cho rằng chỉ cần cậu đổi phe là cục diện sẽ xoay chuyển đến khó lường. Họ chưa muốn để Chi tham gia nên tóc đỏ muốn gọi hỏi đội trưởng khiến Chi nực cười vì một quyết định đơn giản như vậy cũng phải để đội trưởng quyết định. Cục xúc thấy đội trưởng bị nhạo báng nên định động tay động chân nên cả bọn cản lại vì có luật cấm. Sau khi gọi điện thì đội kia không đồng ý. Vì cho rằng một là Chi phải cùng Maria tham gia. Vì nếu để Chi tham gia thì cậu sẽ moi được chỗ trốn và để Maria đi tìm. Có điều tất cả lại nằm trong dự tính của Chi. Vì hai ngày trước cậu đã nói những điều vừa làm cho Maria nhưng trước khi nói dự định tiếp theo thì cậu muốn biết maria sẽ sẵn sàng theo cậu hay không cô đồng ý và cậu đã nói ra gì đó khiến cô ta thích thú và cho rằng cậu đích thị là một kẻ điên rồ cậu cho biết sau khi kế hoạch đổi phe thất bại thì cậu sẽ cố khiêu khích để cố moi ra vài thứ sáng hôm sau khi hai người bên kia đã đi giao đồ ăn thì cục xúc và đẹp mã được giao ở lại canh chừng mỗi người canh một thành viên du chi đã cố dụ tên cục xúc này nói ra bí mật về việc ai chính là người mắc nợ nhằm chia rẽ họ nhưng đẹp mã quay lại trước khi cục xúc lỡ miệng cậu ta bị đẩy qua canh chừng maria và lại phát hiện cô đúng lúc đang thay đồ nên hoảng loạn chạy ra nhân cơ hội đó juchi đã gọi maria bỏ chạy lúc cả hai bỏ chạy thì hai người kia đã đuổi theo và juchi không ngần ngại mà đẩy luôn maria xuống vách núi cậu sau đó đuổi chạy đến và kịp thời cứu tenji cậu cho tenji biết lý do đến muộn và cảm ơn vì tenji đã tin tưởng cậu đến mức đánh cược cả mạng sống cả hai quyết định sẽ cùng nhau tiếp tục chiến đấu để thoát ra Tenji muốn biết cách mà cậu đến đây thì đó là dung Maria để giữ chân họ. Hai người kia sẽ buộc phải dừng lại để cứu Maria vì cậu đã dùng ba ngày chỉ để quan sát. Khích để và quan trọng nhất là tìm ra người dễ bị thao túng nhất phai kia, chính là tên cục xúc. Tuy tính cách nóng nảy nhưng cậu ta rất tốt bụng và đầy trắc ẩn. Nên hẳn là đã có lỗi lầm gì đó trong quá khứ nên mới muốn chuộc lỗi. Còn tên đẹp mã kia thì là một tên luôn để ý đến cục xúc và phản ứng lại với mọi hành động mà cục xúc làm. Một khi đã được cục xúc nhờ thì chắc chắn sẽ làm theo. Và cuộc nói chuyện sắp tới đây sẽ kích động tất cả cả bẫy mà Juchi gieo rắc trong ba ngày qua. Vì giờ Tenji đã có đồ ăn và dự trữ nên cậu có dư giả thời gian để bắt đầu phá hủy tình bạn của đội kia. Đó chính là dùng Maria như là thứ kích động. Maria lúc này chỉ cảm ơn tên đẹp mã trong khi cục xúc là người cứu. Maria cố tỏ ra dễ thương và chỉ đùa về vụ cậu ta nhìn trộm. Cô xem cục xúc là ân nhân cứu mạng khiến cậu ta đổ đứ đừ cục xúc quyết không tha cho du chi vì lợi dụng con gái ngây thơ cả ba sau đó đành về trại cục xúc đã cõng maria về khi thấy cô có vẻ đau chân cô tỏ ra sợ hãi khi ở trung đội với du chi và khi cả bọn đều về trại thì cậu nói thẳng là bố mày trung đội với maria nên bố mày thích làm gì cũng được thằng nào ý kiến thì đổi phe rồi nói chuyện cậu chọc điên tên cục xúc và còn bạo lực với maria để đẩy căng thẳng leo thang vì luật không cấm bạo lực với đồng đội cục xúc quyết định đổi phe nhưng đẹp mã rất cảnh giác và cho rằng đây là bẫy nhưng cục xúc không muốn để như vậy nên quay ra cãi nhau và rồi mất đoàn kết tóc đỏ đã cản họ lại và muốn đội trưởng giải quyết cục xúc đành đi cùng với tóc đỏ để hỏi ý đội trưởng và du chi thấy kế hoạch thành công ngoài mong đợi vì khi thiếu đội trưởng thì đám này sẽ chẳng có ai giải quyết mâu thuẫn vài giờ sau đám này trở về và quyết định không cho maria tham gia đội nên cục xúc đành tự chuyển đội mặc kệ mọi người ngăn cản du chi chấp thuận Cục xúc ngay lập tức lao đến đòi chiến với Du thì cậu lách nhẹ và đấm lại cậu ta. Tối đó, cục xúc bị trói lại và Maria được dùng là mồi nhử để kích động cục xúc nói ra vị trí của người trốn. Nhưng cậu ta còn không biết vì giữa chừng tóc đỏ đã nhận điện thoại và tự đưa ra quyết định. Du nhận ra bản thân đã bị bắt bài vì đội trưởng thật là tên tóc đỏ. Cậu ta cũng thấy mừng vì đuổi được cục xúc qua bên kia vì càng để căng thẳng như này thì sớm muộn gì cục xúc cũng sẽ lỡ tay mà bạo lực với Du chi lo lắng việc cục xúc sẽ báo lại cậu khi trói cậu ta ở đây là để cậu ta không cố ý bạo lực với chính đội cũ để khiến cậu thua cuộc, nhưng cả đám kia đều đã mò đến để giám sát cậu để cậu không thể hành động. Maria đã đi ra chỗ khác một lúc thì bị tóc đỏ tìm đến. Cậu ta biết cô chính là người của ban quản lý vì cô đột nhiên từ đâu xuất hiện với không chút thương tật đói khát gì, và cậu ta muốn Maria phản bội là Zuchi, nhưng cô ta muốn diễn tốt vai dễ thương ngây thơ các thứ có điều bản chất thật của cô ta là muốn được giải trí nên mới quyết định phản để xem Chi sẽ thảm hại và bất lực ra sao. Cô đã lừa Chi nói ra vị trí để cung cấp thức ăn cho Tenji và rồi chạy đến báo cho đội kia ngay trước mặt Chi. Cậu bất lực còn đội kia đã chạy đi tìm đến chiều hôm đó và rồi tìm thấy Tenji trong khi đang gọi điện cho cậu ta. Tất cả được tập hợp trở về và Menobu tuyên bố người chiến thắng chính là đội của Chi. Tóc đỏ bị sốc vì rõ ràng là họ tìm ra Tenji trước. Đúng là vậy nhưng thanh niên to con bên kia đã chọn nhấn bỏ cuộc, quay lại trước đó. Chi sau khi thấy đám kia đã bỏ đi tìm thì liên gọi đến cho đội trưởng và muốn cậu ta nhấn bỏ cuộc nếu không sẽ đánh cục xúc đến khi cậu ta bỏ cuộc thì thôi. Cục xúc vẫn rất gan lì cho rằng bản thân ổn, nhưng với giọng nói run rẩy thì cậu ta đành phải tin, nhưng vẫn cố không bấm nên Chi dọa là sẽ bẻ tay cục xúc để cậu ta hết ném bóng được nữa. Đếm đến 10 vẫn chưa bấm nên cậu đã bẻ một cái rắc, đội trưởng nghe tiếng này thì không lẫn đi đâu được nhưng Chi vẫn chưa dừng lại vì cậu biết chính đội trưởng là người nợ nên mới kéo cả bọn vào vì ý thức trách nhiệm nên cậu ta đã bấm lý do là vì nhà cậu ta nợ nần nên tóc đỏ mới hứa là sẽ giúp trả với điều kiện là nghe theo cho nên giờ cậu ta đấm lại Chi để trả thù cục xúc đã ngăn lại vì người bị bẻ thật là Chi, cậu đã tự bẻ tay chỉ để đánh đòn tâm lý chắc chắn nhất Tóc đỏ trách móc họ quá vô dụng và chẳng làm được gì thì bị đeo kính tóm lại đánh đòn vì anh ta có vai trò là người giám sát tóc đỏ với cương vị là anh trai. Họ sau đó đã cùng nhau đi tiếp và Zuchi cũng biết việc Maria bên quản lý nên mới không ngần ngại đẩy cô xuống vách núi. Cậu muốn cho chuyển lời lại rằng cậu sẽ hủy diệt họ. Zuchi sau đó đã được Tenji dẫn về và cậu ta không phục vì Zuchi không hề phá hoại tình bạn của nhóm kia. Vì cho thứ tư cần thời gian chuẩn bị nên Chi và Tenji được thả về nhưng cấm bỏ trốn và báo cho người khác nếu không những người còn lại sẽ gặp rắc rối. Cả hai trở về và quyết định đến trường để tìm hồ nhưng họ lại bắt gặp mỗi Jutoji ở đây, cô cho biết hai người kia đã biến mất. Mọi chuyện bắt đầu từ một tuần trước lúc họ được thả ra, họ đã được Menobu cho biết về số nợ là 10 triệu khiến hồ có vẻ lạ. Tenji đoán chắc chắn là cô đã biết kế hoạch nói dối của cô bại lộ nên mới trốn, nhưng sau đó vài ngày kế tiếp Cả ba lại đến trường thì tất cả đều nghi ngờ SHIBE và Hồ trộm tiền. SHIBE đã đứng ra chịu đền bù lại cho cả lớp. Vậy mà hai ngày sau, bố của SHIBE đã bị bắt. Họ cho rằng hẳn là SHIBE đã nói với bố về trò chơi để mượn 2 triệu trả cho cả lớp nên mới bị bên quản lý trừng phát. SHIBE đến lớp thì bị người ta bắt nạt và miệt thị nên hồ cũng từ đó nghỉ luôn. Hai đứa bạn cùng lớp đi vào và bất ngờ khi Juchi và Tenji lại không ở cùng SHIBE. Chuyện đã xảy ra là bố của SHIBE được phát hiện là đã chết và họ đang bắt giam cậu ta vì bị tình nghi là có liên quan. Họ cố đến hỏi SHIBE thì bị ông cảnh sát đây can ngăn, nhưng vô tình khi đây lại chính là bố của Si Hồ, ông nhận ra Tenji và muôn cả hai tốt nhất là nên giữ kẽ nếu không muốn người thân bị liên lụy. Nhưng cả hai cũng chẳng sợ vì làm gì còn người thân nào mà lo lắng, cả hai sau đó quyết định đi tìm thông tin về những chuyện đã xảy ra và cả Si Hồ. Nhưng Jutoji tìm đến hỏi về tình hình hiện tại thì Juchi thẳng thắn đuổi cô đi vì cô rằng cô là người chẳng thể tự quyết định và yếu đuối nên chẳng khác gì gánh nặng. Dù đau lòng nhưng việc này là cần thiết để Juchi giữ cô tránh xa cậu bởi sắp tới mọi việc sẽ cực kỳ khó khăn và Jutoji sẽ chẳng thể chịu nổi. Nhưng điều cậu lo lắng đã xảy ra khi số lạ gọi đến cho biết chúng là người của trò chơi và chúng đã bắt Jutoji. Chúng muốn chi lộ diện nhưng như vậy thì cậu sẽ bị hành hạ cực kỳ dã man, nhưng nếu không thì Jutoji sẽ là người bị hành hạ Cậu tuyên bố thằng nào động vào gậy bố là bố giết. Cậu đến nơi và gặp lại được Zutoji, nhưng đám này không phải là người của trò chơi mà là một đám Zucon đã từ tham gia trò chơi. Cậu muốn chúng thả người trước nhưng chúng cho rằng cậu vẫn chưa hiểu vấn đề và giải thích lại luật, rằng cậu sẽ phải chịu bị hành xác ba lần. Tuy nhiên Zutoji có thể chịu thay, có điều jutoji phải là người chọn lựa. Nếu cô chọn bản thân thì hình phạt nhẹ hơn, đầu tiên là cú đấm từ tên này. Zutoji thì chịu một đấm, Zuchi nhận ba cú nếu hết giờ không chọn du ăn hết cô đã định chọn bản thân thì du dậm chân một cái và lắc đầu tên này cấm du di chuyển nhưng vì cậu đã chịu hy sinh thì hắn cũng đáp lại cậu lãnh ba cú và cho rằng tên này còn nhẹ chán so với thanh niên đội trưởng kia bài thứ hai là rút móng tay và cô muốn chịu thay nhưng chưa giật đã kêu đau nên du chi đành đứng ra nhận luôn cho nhanh hắn rút nhẹ ba ngón mà không do dự cậu cho rằng cả đám như họ mà lại để một tên đê tiện như này làm thủ lĩnh hắn cho rằng bản thân lanh lợi và không bỏ rơi đồng đội còn giờ là màn thứ ba yutoji phải nhảy nhưng mặc đồ hoặc Chi bị đâm ba phát vào tay cô không dám quyết định nên Chi tự gánh luôn cho nhanh cậu chịu ba nhát đâm thấu trời còn bọn kia thì cho rằng jutoji đúng là yếu đuối và chẳng thể tự quyết định như cách Chi đã nói khiến cô càng dần vật hơn chúng cho cả hai ra về nhưng Chi cho biết lâu rồi cậu mới phẫn nộ như này cậu cho rằng jutoji chỉ là nạn nhân nên cô không cần tự trách cậu muốn cô về trước nhưng cô quyết định sẽ ở cạnh du vì cô đã không còn sợ quá khứ của cậu du muốn cô chắc chắn vì điều tiếp theo sẽ rất kinh khủng cậu quay ra lập một trò chơi với tên tóc trắng cậu muốn hắn chơi kéo búa bao nếu hắn thắng cậu trả mỗi đứa một triệu tiền mặt vì nếu hắn biết quá khứ của cậu thì hắn phải rõ là cậu có nhiều như nào còn nếu hắn thua cậu lấy của hắn số ngón tương ứng với thứ hắn dơ ra nếu hắn ra búa và thua thì chứng tỏ hắn chỉ là thằng hèn và chẳng có tí đầu óc nào như hắn nói. Hắn cũng quyết định ra bao vì Du Chi chỉ có thể ra búa hoặc bao thì một là hắn hóa hai là thắng. Nhưng cậu cho biết bản thân sẽ không ra bao khiến hắn bị chơi đòn tâm lý. Cậu càng hối thúc hơn nên hắn đã dơ luôn là bao. Và Du Chi ra kéo vì cậu đâu có bảo là dùng tay bị thương. Hắn không chịu và đòi xí xóa thì ban quản lý đã cùng nhau xông vào. Họ đến bắt đám này vì dám mạo danh trò chơi của họ chi muốn hắn trả kèo rồi đi. Nhưng cậu cho hắn lựa chọn, bắt một tên ra chịu thay và tên đó chỉ mất một ngón. Hắn rào giết gọi người ra thay nhưng điều này đã biến hắn trở thành kẻ không xứng đáng. Sắp đi cả tay thì Zuchi đã ngất đi vì mất quá nhiều máu. Giám sát viên cho biết Zuchi chỉ dùng một trò nhỏ mà đã khiên tên này bộc lộ bản chất thật và không còn đáng tin trong mắt đồng bọn. Zuchi sau đó đã được đưa đi cứu chữa và Maria cho biết họ sẽ cần tham gia trò tiếp theo để cứu SHIBE nhưng cái giá là nợ thêm 500 trăm triệu họ lại phải lựa chọn và Chi quyết định đi tiếp nhằm tìm ra sự thật, nhưng Chi đã ngất đi giữa chừng nên Tenji và Jutoji đã quyết định sẽ tự mình tham gia thay Chi và cả hai đã tham gia trò thứ tư phiên tòa tình bạn. Phim đến đây là kết thúc và chắc là phải chờ khi nào phim ra phần 2 mới biết được sự kiện tiếp theo, nên tạm biệt và hẹn gặp lại.